Rồi, hello, xin chào mừng tất cả anh chị em quay trở lại với buổi chia sẻ của Phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì Phúc với cùng với cả nhà của mình sẽ đi qua tiếp cái bí kíp số 2, bí kíp phần 2 nha. Trong cái bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn nha. Và trước khi đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Phúc mong muốn rằng là tất cả những anh chị em ở đây hãy có cho mình cái mục tiêu và ít nhất là những cái mục tiêu 30 ngày trong vòng 30 ngày anh chị ha. Còn những với anh chị mà cùng đồng hành liên tục với Phúc, học tập với Phúc mỗi ngày như vậy thì các anh chị sẽ có cho mình mục tiêu 30 ngày và mục tiêu dài hạn hơn ha. Còn những anh chị ở đây ngày hôm nay nếu như mình mới bắt gặp cái live stream này thì các anh chị hãy nhắn tin cho anh Phúc để Phúc hỗ trợ cho cả nhà của mình thiết lập cái mục tiêu 30 ngày. Và mỗi một ngày các anh chị hãy tập cho mình một cái thói quen là ăn mừng thành công. Ví dụ như cả nhà của mình cũng sẽ hình dung một cái việc, ví dụ như các anh chị mình có con thì mỗi ngày các anh chị nhờ con của mình làm một cái việc gì đó, thì sau cái lúc mà các anh chị nhờ con của mình làm đó thì các anh chị sẽ nói gì với con, sẽ khen con, dành những cái phần thưởng cho con cũng như là cái món quà cho con. Và sau này các anh chị sẽ nhờ con làm thêm cái việc gì đó thì con sẽ rất là thích, bởi vì mình luôn luôn là khích lệ tinh thần và động viên con. Bởi vì thì bạn tiềm thức của mình như vậy. Mỗi một ngày hãy ăn mừng thành công, khích lệ và động viên tinh thần. Và nếu như trong những cái bức tranh mục tiêu của mình và sau cuối tháng mình đạt được những cái mục tiêu của mình thì các anh chị cũng hãy là tặng những cái phần thưởng, tự thưởng cho cái bản thân của mình những cái phần thưởng anh chị ha. Những cái phần thưởng để mà khích lệ cái người bạn tiềm thức bên trong của mình, giúp cho bạn ấy là tiếp tục hoàn thành những cái mục tiêu tiếp theo, những cái ước mơ tiếp theo của mình, những cái và tiếp tục hành động mạnh mẽ hơn, thu hút những cái nguồn lực đến để hỗ trợ cho mình anh chị ha. Và chúng ta khi mà mình đạt được cái mục tiêu rồi thì hãy liên tục nâng cấp cái mục tiêu của mình nó lớn hơn mỗi ngày. Và người giàu á là họ sẽ có cho mình hai cái hành trình đầu tiên đó là vượt khó, và sau đó sau cái hành trình vượt khó họ đạt được những cái mục tiêu rồi thì họ sẽ bước tiếp theo, đó là cái hành trình vượt sướng. Thì đối với mỗi chúng ta thì khi mà mình gia tăng được cái tài chính của mình lên một cái mức nào đó và mình dừng phát triển thì chúng ta sẽ dừng cái việc phát triển, nhưng thực tế đó là chúng ta không có đi qua được cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng vượt sướng. Và cũng có một số anh chị là khi một cái tài khoản của mình nó gia tăng lên tới một cái mức nào đó và bắt đầu nó không có gia tăng được nữa, không gia tăng được cái con số nhiều hơn thì đó là chúng ta đang có một cái tư duy là tư duy thoát nghèo chứ không phải là tư duy thành công anh chị ha. Để mà chúng ta có được cái tư duy của người giàu thì chúng ta phải bước qua những cái ngưỡng vượt sướng. Thì Phúc ví dụ cho cả nhà của mình ha. Ví dụ như khi mà cái tài chính của mình nó chưa dương và chúng ta đã đạt tới cái mục tiêu rằng là chúng ta đã dương về tài chính của mình rồi thì đó là chúng ta bước qua cái mục tiêu đầu tiên, qua cái ngưỡng vượt sướng đầu tiên là mình đã dương về tài chính. Và tiếp theo là mình sẽ bước qua cái ngưỡng thứ hai là mình sẽ tự do về tài chính, mình có cho mình nhà, mình có cho mình xe, mình có cho mình những cái món đồ mà mình yêu thích, mình có thể làm những cái việc mình muốn, mình có thể đi tới những cái nơi mình yêu thích. Và khi mình đạt được cái mục tiêu này rồi, đó là mình bước qua cái ngưỡng vượt sướng thứ hai. Và tiếp theo mình lại nâng cấp cái mục tiêu của mình lên, đó là đạt sự thịnh vượng về tài chính. Và khi mà mình đạt được cái sự thịnh vượng về tài chính rồi thì đó là mình đang ở cái ngưỡng thứ ba. Và khi mình hoàn thành được cái mình đang ở cái nấc thang rằng là mình đang thịnh vượng về tài chính thì bắt đầu là mình sẽ chịu trách nhiệm về xã hội. Thì ông Bill Gates có chia sẻ là gì ạ? Nếu như hiện tại chúng ta đang nằm trong cái top 1% và những người giàu trên thế giới thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với 99% những con người còn lại. Và chúng ta, đó là một cái quy luật của vũ trụ rồi. Chúng ta cần phải sống tuân theo cái quy luật của vũ trụ. Sao rồi con? Tôi có bóng. Trời. Rồi ngày hôm nay Phúc cùng với cả nhà của mình sẽ đi qua. Rồi Phúc đang ở nhà cùng với con của mình anh chị ha. Rồi cả nhà đợi Phúc ít phút nha. Hmm.
Rồi, cả nhà của mình cùng với Phúc đi qua cái bí kíp thứ 5, bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân biệt giữa tư duy tích cực và tư duy của người thành công ha. Tư duy tích cực và tư duy hỗ trợ cho sự thành công thì ngày xưa chúng ta có những ông bà của mình, có những cái người thân bên cạnh của chúng ta thì thường có những cái tư duy rất là tích cực, luôn định hướng cho chúng ta là lần phải là mình suy nghĩ tích cực, mình suy nghĩ lạc quan hơn. Ví dụ như là có trên cái cơ thể của chúng ta có cái nút ruồi ở bộ phận nào đó, ví dụ như là nút ruồi ở trên cái mép miệng của chúng ta thì ông bà thường nói là gì ạ? Chúng ta sẽ khéo ăn khéo nói, hoặc là chúng ta sẽ gặp may mắn. Những cái đó gọi là cái tư duy tích cực, nhưng mà nó không hỗ trợ cho cái sự thành công và giàu có của chúng ta. Thì ví dụ như là có hai cái sự khác biệt. Rồi Phúc xin chào chủ tịch An Bảo ạ, chào chị Hoa. Rồi cảm ơn cả nhà của mình rất nhiều ha. Ngày hôm nay thì Phúc chia sẻ cái bí kíp để ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn phần 2 cả nhà ha. Cái tư duy mà ông bà ngày xưa thường hay nói với chúng ta là có hai cái tư duy. Cái tư duy đầu tiên là cái tư duy tiết kiệm. Nhưng ngày xưa thì tiết kiệm tiền để làm gì ạ? Để phòng tránh rủi ro, để phòng hờ, hoặc là để mua tiêu sản. Con hãy trích cái khoản tiền này, còn lại hãy làm và cố gắng dành dụm để trích lại cái khoản tiền đó để mà phòng tránh rủi ro. Nhưng mà khi mà Phúc được học cùng với các chị trong câu lạc bộ rồi thì mang quá mà không được có mà sao không có quá được không có thì con vô ông nội mới chắc không được rồi. Phúc đang ở nhà cùng với con một chút là vậy ha. Rồi cả nhà, rồi cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều ạ. Nhưng mà khi mà Phúc được học với câu lạc bộ, học với tất cả những anh chị trong một cái môi trường tích cực hơn, có những cái tư duy của người thành công hơn, thì Phúc mới hiểu được rằng là tiết kiệm chính là đầu tư cho chính bản thân mình và để mà gia tăng cái tài sản lên, chứ không phải rằng là chúng ta chỉ có tiết kiệm để mà phòng tránh rủi ro, và khi cái số tiền nó càng lớn lên thì cái rủi ro nó lại đến với chúng ta càng nhiều, và bắt buộc là chúng ta phải tiêu đi cái số tiền đó, dùng cái số tiền đó vào những cái rủi ro, vào những cái không may mắn và những cái không thuận lợi đó. Hay là cái tư duy là gì ạ? Tôi sẽ giúp đỡ gia đình của tôi. Nếu như chúng ta có cái tư duy gì đó là tôi sẽ giúp đỡ cho gia đình của tôi, thì bắt buộc là gì ạ? Là những người thân trong gia đình của chúng ta họ phải có những cái khó khăn, họ phải có những cái thử thách nào đó thì chúng ta mới giúp đỡ họ, đúng không ạ? Nếu như họ thành công, họ giàu có thì họ sẽ cùng với chúng ta ăn mừng thành công, họ sẽ cùng với chúng ta là thành công, nối tiếp thành công, nuôi dưỡng cái thành công đó lên mỗi ngày, chứ không phải rằng là chúng ta giúp đỡ cho ai cả, mà là cùng nhau ăn mừng thành công nối tiếp thành công. Rồi, hay là cái suy nghĩ là thất bại là mẹ của thành công. Thì trong cái tấm gương của người thành công thì ông Robert Kiyosaki, ông đã từng chia sẻ. Ông chia sẻ rất là nhiều cái tư duy hỗ trợ cho sự thành công. Nhưng có một cái tư duy đó là thất bại là mẹ của thành công. Thì cái tư duy này là cái tư duy tích cực, nhưng mà nó không hỗ trợ cho sự thành công. Thì ông ấy đúng 50 tuổi thì ông mới đạt được là ông mới trở thành 1 triệu phú. Có rất là nhiều những thiên tài họ đã trở thành triệu phú ở cái tuổi rất là trẻ, nhưng mà ông có cái tư duy là thất bại là mẹ của thành công, là ông là 50 tuổi ông mới trở thành triệu phú anh chị ha. Thì thất bại là mẹ thành công, nó là một cái tư duy tích cực thôi, chứ nó không có hỗ trợ cho sự thành công. Bởi vì khi mà đã có cái tư duy rằng là mình thất bại thì mình sẽ thất bại rất là nhiều lần cho đến khi mình không chịu nổi nữa, thì mình mới đạt được cái sự thành công, mình mới có được cái sự thành công cho mình. Cũng như anh Trịnh Quốc Hy là vị thuyền trưởng của câu lạc bộ mà Phúc đa vừa cùng với mọi người đang học tập, thì anh ấy cũng đã trở thành 1 triệu phú đô la trong cái năm anh ấy 24 tuổi. Sau 6 tháng cùng học tập, cùng phát triển cái bản thân của mình lên, thì sau 6 tháng anh ấy đã đạt được cái mục tiêu, đó là anh trở thành 1 triệu phú đô la. Vì hiện tại là anh là đa triệu phú đô la ha, và anh cũng đang vươn tới cái mục tiêu đó là sẽ trở thành tỷ phú đô la.
Cho nên là Phúc được học với các anh chị trong câu lạc bộ cùng với những cái người thầy rất là tuyệt vời. Nên các anh chị em mình ở đây chưa có cái môi trường học tập, hoặc là hoặc là mình đang chưa có cái định hướng trong cuộc sống của mình, thì cũng có thể đồng hành cùng với em Phúc để chúng ta nhìn thấy được những cái con người tuyệt vời, chúng ta nhìn thấy được cái con đường mình đi, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái tầm nhìn, cái xu hướng, cái thị trường sắp tới nó sẽ xảy ra như thế nào ha. Hoặc là có ngày xưa thì có cũng có một cái tư duy tích cực, đó là vạn sự khởi đời nan, thì tất cả mọi thứ đều phải gặp khó khăn. Tất cả mọi thứ đều phải gặp khó khăn thì Phúc cũng là một người bắt đầu cái công việc kinh doanh của mình và luôn để trong đầu mình cái tư duy đó là ban đầu phải là khó khăn cái đã, rồi sau này chúng ta sẽ vượt qua mọi cái khó khăn đó thì chúng ta sẽ vươn tới được những cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng sự kiên trì của chúng ta, sự kiên trì đó là một cái đức tính chúng ta có thể chịu đựng được, nhưng chúng ta có đủ cái sức, chúng ta có đủ những cái khoản chi phí để chúng ta tiếp tục để trải qua những cái gian nan đó hay không, để vượt tới cái kết quả cuối cùng hay không, thì chúng ta bây giờ chúng ta không đổi lại cái tư duy của mình ha. Và có một cái cách rất là đặc biệt thì Phúc cũng đã chứng kiến một cái quy trình, đó là cái quy trình cây cổ thụ. Cái quy trình cây cổ thụ thì một người phụ nữ rất là khẳng khiu, rất là ốm ở trong cái khán đài đó, thì người phụ nữ này bình thường ha, bình thường thì không có cái đủ sức mạnh để mà đẩy được ai cả, dù là một người thì cũng thì người phụ nữ này cũng đã bị ngã rồi. Nhưng khi mà có được cái sức mạnh tiềm thức bên trong của mình, đã biến mình thành một cái cây cổ thụ và đã đẩy được ba người đàn ông rất là lực lưỡng, và ba người đàn ông đó đã ngã. Và đây là một cái câu chuyện có thật anh chị ha, Phúc đã được chứng kiến qua cái chia sẻ của người vị thuyền trưởng trong câu lạc bộ. Thì Phúc biết rằng là bên trong của chúng ta có một cái sức mạnh rất là phi thường, chỉ cần là chúng ta biết cách khai phá bạn ấy ra mà thôi ha. Vậy thì chúng ta cần có chọn lọc những cái niềm tin và những cái tư duy đúng. Và cái tư duy tiếp theo cũng là một cái tư duy nó không hỗ trợ sự thành công, đó là thương trường là chiến trường. Thì có rất nhiều anh chị trong câu lạc bộ thì Phúc cũng đã nghe chia sẻ, và chính bản thân của mình cũng như vậy, hay là những anh chị em ở đây mình cũng vậy, cũng có một cái tư duy đó là thương trường là chiến trường, thì luôn luôn dành cả thanh xuân của mình để mà chiến đấu, để mà kinh doanh để mà có cái sự làm ganh tị, có cái sự đố kỵ, không có một cái tư duy rằng là cả hai, nếu mà kinh doanh là cả hai cùng chiến thắng. Nhưng mà Phúc sẽ kể cho cả nhà nghe một cái câu chuyện ha. Và qua cái câu chuyện này, cả nhà của mình cũng sẽ nhìn thấy được rằng người Việt Nam của chúng ta, cái sự khác biệt giữa tư duy hỗ trợ sự thành công và tư duy tích cực là như thế nào. Thì thực ra ở đây không phải là chê hay là có cái sự phàn nàn về người Việt Nam, nhưng chúng ta cần có cái nhìn nhận đúng hơn. Thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện ngã tư đường. Thì đối với những người nước ngoài á, thì ví dụ như anh ấy nhà nước phát triển cái cây xăng nơi chỗ cái vị trí là ngã tư đường, thì phía đối diện là họ sẽ nghĩ ra rằng là tại cái vị trí này nếu như có cái cây xăng ở đó rồi, bây giờ mình sẽ phát triển một cái dịch vụ giống như là gara ô tô, gara của ô tô và cái nơi để bảo dưỡng xe máy và ô tô. Thì họ dựng lên một cái đó để mà phục vụ thêm cho khách hàng. Và cái thứ hai, tiếp theo một cái người nữa là họ nói rằng là vị trí này đã có cây xăng rồi, có cây xăng rồi, có cái nơi để mà bảo dưỡng xe rồi, thì họ sẽ tiếp tục một cái quán ăn, một cái quán nước để phục vụ cho khách hàng. Và tiếp theo là sẽ có những cái tiệm đó, và sẽ phát triển lên trở thành một cái khu phố rất là phát triển, và những cái dịch vụ đó luôn luôn bổ sung cho nhau. Nhưng ở Việt Nam thì sao? Nếu như có cái cây xăng ở điểm A này rồi, thì cái người bên này, người đối diện, thì họ sẽ mở một cái cây xăng ở điểm B để cạnh tranh, và liên tục như vậy có những cây xăng ở điểm D, ở điểm C và ở điểm D. Cái tư duy ở đây là cái sự cạnh tranh nhau, cái sự đấu đá nhau, và cuối cùng là bốn cái cây xăng đó phải
phải dẹp vì không có an toàn nữa. Hay là một cái câu chuyện về người đàn ông bán nước mía trước trường học. Phúc được nghe cái chia sẻ của người thầy của Phúc đã chia sẻ lại ha. Thì cái câu chuyện này là một người đàn ông bán nước mía trước trường học với một ly thì chỉ có 5.000 đồng. Và bán rất là chạy, rất là nhiều học sinh, rất là nhiều sinh viên, rất là nhiều thầy cô giáo tới đó mua. Rồi cái người đàn ông ở đối diện thấy như anh này bán nước mía rất là đông khách và rất là đắt hàng, cho nên là người đàn ông này cũng mở một cái quán nước mía. Và cả hai cùng bán, và bên này cạnh tranh với bên kia, nói xấu nhau và bắt đầu hạ giá xuống cái ly nước mía còn 2.000 thôi. Và cuối cùng là làm một cái thời gian như vậy là không, cứ đấu đá với nhau và không thể nào chống chịu được nữa. Và cả hai người đàn ông này dẹp luôn cái quán nước mía của mình. Vậy thì các chị nhìn thấy rằng là nếu như chúng ta có tư duy thương trường là chiến trường, thì sẽ dẫn đến sự không an toàn, không tồn tại bền vững và lâu dài được. Cho nên là trong cái câu lạc bộ, trong cái môi trường mà Phúc đang học tập, thì các anh chị đến với Phúc thì sao? Các anh chị đến với môi trường của câu lạc bộ thì sao? Các anh chị sẽ được giúp đỡ, sẽ được hỗ trợ những cái việc sẽ giúp cho các anh chị gia tăng cái tài chính của mình lên, giúp cho anh chị phát triển bản thân, giúp cho anh chị trở thành cái con người mà anh chị mong muốn. Và các anh chị cũng như vậy, sẽ giúp cho chính bản thân Phúc hay là mọi người trong câu lạc bộ phát triển hơn, thành công hơn, giàu có hơn. Và đó chính là cái tư duy win-win. Chúng ta không phải rằng là chiến thắng trên cái nỗi đau của người khác, mà là chúng ta cùng nhau chiến thắng, chúng ta cùng nhau đạt tới cái sự thành công, giàu có và hạnh phúc trọn vẹn ha. Cũng như là cái việc mà Phúc cùng với các anh chị thực hiện cái quy trình cá chép hóa rồng, thì trên cái quy trình này các anh chị biết rằng là sẽ có những cái nỗi đau, sẽ có những cái thử thách, sẽ có những cái tiếng nói nhỏ bên trong của mình, sẽ có những cái vấn đề, nhưng mà bản thân của mình có vượt qua hay không, đó nó dựa vào cái sức mạnh tính cách của chúng ta. Và cái cuối cùng, cái kết quả cuối cùng chúng ta đạt được, đó là sự hạnh phúc. Và chúng ta cũng không chiến thắng ai, mà là chiến thắng, không có đấu đá với ai, mà là chúng ta chính là chiến thắng cái nỗi đau, chiến thắng chính cái con người bên trong của mình. Chúng ta cần có một cái sức mạnh tính cách để mà chiến thắng cái bản thân của mình, anh chị ha. Các anh chị ngày hôm nay nghe được cái câu chuyện rằng thương trường không phải là chiến trường nữa, mà là những người bạn với nhau, là những cái con người họ hợp tác với một cái mục tiêu rằng là cả hai cùng chiến thắng, không có ai là chiến thắng trên cái nỗi đau của ai hết, mà là cùng chiến thắng, cùng vui vẻ, cùng hạnh phúc, cùng giàu có. Rồi hoặc là các anh chị ngày xưa chúng ta có cái tư duy là gì ạ? Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu như các anh chị nghĩ như thế này, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, thì cái năng lượng của chúng ta như thế này, thế nào? Cái suy nghĩ của chúng ta dẫn đến cái năng lượng của chúng ta sẽ không có một cái năng lượng để mà mình tiếp tục sống một cái ngày nó hạnh phúc hơn, nó vui vẻ hơn. Các anh chị nói rằng là nếu như tôi còn ngày một cái ngày cuối cùng thì chúng tôi sẽ sống hết mình, sẽ sống trọn vẹn. Nhưng mà khi các anh chị nói ra từ đó, thì chúng ta có cái năng lượng để mà làm trọn vẹn hết mọi việc hay không? Nên là hãy đổi lại anh chị ha. Hãy hạnh phúc từng ngày, từng ngày, từng khoảnh khắc, từng giây trên cái hành trình mà mình đi, được không ạ? Yes. Rồi, cả nhà của mình hãy cùng với Phúc qua cái bí kíp thứ 6 ha. Bí kíp thứ 5 là chúng ta đã phân biệt từ cái tư duy giữa người thành công và cái tư duy tích cực. Tích cực thì không hỗ trợ cho sự thành công, mà và vừa tích cực vừa hỗ trợ cho sự thành công thì chúng ta mới ứng dụng được, anh chị ha. Cái bí kíp tiếp theo đó là cài đặt tiềm thức của mình, những cái điều mình mong muốn bằng cảm xúc và hình ảnh. Thì có nhiều anh chị, Phúc cũng đã hướng dẫn cho anh chị mình đặt cái mục tiêu là 30 ngày, là cái mục tiêu 6 tháng. Nhưng mà sao? Các anh chị nói rằng là khi chị đặt ra như vậy là chị không có một cái cảm xúc gì cả. Chị không biết là phải hình dung bên trong là như thế nào. Vậy thì các anh chị biết rằng là
cái cảm xúc á, nó đến từ đâu. Vậy thì các anh chị sẽ làm cho Phúc Cáp cái việc sau ha. Đó là mình sẽ dùng cái cách đó là mình sẽ viết thư cho vũ trụ. Lúc này đây nè, các anh chị viết thư cho vũ trụ và gửi đến vũ trụ, hoặc là các anh chị sẽ viết thư với cái số tiền mà anh chị đang cần, đang mong muốn, hoặc là cái mục tiêu của anh chị. Lúc đó các anh chị sẽ bày tỏ được cái khao khát của mình, cái tình cảm của mình, cái sự biết ơn của mình và cái niềm hân hoan khi mà đón được cái mục tiêu đó đến, đón được cái số tiền đó nó đến với mình. Hoặc là các anh chị sẽ làm cho Phúc cái bước rằng là mình sẽ gắn cái mục đích đó với một cái khao khát rõ ràng. Ví dụ như là mục tiêu của anh chị trong tháng này là 50 triệu đồng lợi nhuận, thì cái số tiền 50 triệu đồng lợi nhuận này các anh chị bắt buộc phải có để mà làm gì. Ví dụ như các anh chị sẽ dùng cho con của anh chị, sẽ tặng cho con của chị một cái khóa học, hoặc là các anh chị sẽ mua đồ Tết cho con, hoặc là các anh chị sẽ Tết này đã lâu lắm rồi mình chưa có báo hiếu cho ba mẹ của mình. Thì khi mà các anh chị đặt ra mục tiêu này, các anh chị nghĩ về ba mẹ của mình, thì bắt đầu mình sẽ có những cái cảm xúc. Đó là cái mục đích của cái mục tiêu đó, chúng ta phải gắn với một cái sự khao khát nó đủ lớn, thì bắt buộc là chúng ta phải hoàn thành mục tiêu đó anh chị ha. Hoặc là các anh chị có thể làm một cái bước, đó là mình sẽ mã hóa những cái mục tiêu đó trở thành một cái hình ảnh, và bắt đầu là chúng ta sẽ có những cái cảm xúc nó mạnh hơn. Các anh chị thì ví dụ như là tiền, thì các anh chị sẽ dùng cái phần mềm e-banking đó để các anh chị sửa cái số tiền mà các anh chị muốn đạt được trong cái tháng này. Ví dụ 50 triệu thì các anh chị sẽ cộng vào cái tài khoản đó là 50 triệu, và mình sẽ in cái hình ảnh đó ra. Khi mà tiềm thức của chúng ta nhìn vào cái hình ảnh đó thì sẽ rất là thích, rất là dễ nhớ và có cái cảm xúc rất là mạnh anh chị ha. Hoặc là một cái mục tiêu về vóc dáng của mình, các anh chị sẽ in những cái hình ảnh bằng màu, và một cái hình ảnh mà anh chị khao khát, chỉ cần nghĩ đến cái mục tiêu của mình, cái vóc dáng của mình, thì các chị sẽ nhìn thấy cái hình ảnh đó ngay lập tức bên trong tâm trí của mình. Và mỗi việc nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra hai lần, bên trong tâm trí trước và nó mới ra ngoài thực tế. Vậy thì muốn nó ra thực tế thì bên trong cái tâm trí của anh chị phải là rõ ràng trước cái đã, được không ạ? Yes. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái bí kíp thứ 7. Bí kíp thứ 7 là kiến thức là vô tận ha. Thì các nhà khoa học mới chia ra cái kiến thức làm 3 loại. Thì cái đầu tiên đó là những cái môn học mà chúng ta học mỗi ngày, toán, văn, sử, địa. Thì những cái kiến thức này nó góp phần vào cái sự thành công của mình nó rất là thấp. Và cái kiến thức thứ hai đó là chúng ta biết mà chúng ta không làm được. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như là mỗi khi mà chúng ta ví dụ như chúng ta biết rằng cái việc xây nhà là làm như thế nào đó, sẽ làm móng trước, rồi chúng ta sẽ cần có những cái công đoạn như thế nào, sẽ việc gì chúng ta biết nhưng mà chúng ta không làm được, và chúng ta phải nhờ tới chuyên gia làm việc cho mình, và chúng ta phải trả tiền cho chuyên gia, đúng không ạ? Hoặc là một số cái việc ví dụ như bây giờ đi bắt điện, thì các anh chị sẽ biết rằng là bắt từ đoạn này tới đoạn này để ra ngoài đó nối với cái bóng, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mình làm được, mình không phải là chuyên gia. Chúng ta làm sẽ không có an toàn, và bắt buộc là chúng ta phải thuê chuyên gia làm cho mình, và mình phải chi một cái khoản tiền nào đó để trả cho chuyên gia, đúng không ạ? Và cái thứ ba đó là những cái kiến thức chúng ta chưa có biết đến. Thì ví dụ như là trên cái mặt trăng, thì trong những cái câu chuyện mình thường hay, mình thường nghe, được nghe kể, hoặc là trong chuyện cổ tích, thì trên mặt trăng hoặc là dưới đại dương là sẽ có trên mặt trăng là sẽ có một cái hành tinh nào đó, nó có thể giống với trái đất của chúng ta, mà con người của chúng ta chưa từng đặt chân tới. Ở dưới đại dương là sẽ có những cái lâu đài giống như trong chuyện cổ tích chúng ta từng nghe, nhưng mà cái đó chúng ta cũng chưa từng biết, chúng ta chưa từng đặt chân tới đó. Vậy thì hoặc là giống như là luật hấp dẫn đi, hoặc luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức, thì trước đó hơn 8 tháng vừa rồi thì Phúc cũng không biết rằng là mình biết, không biết là có sự tồn tại của luật hấp dẫn, và không biết có sự tồn tại của cái sức mạnh tiềm thức bên trong của mình.
Mình biết dù nhưng mà dù biết hay không biết thì luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức nó vẫn tồn tại xung quanh chúng ta, nó vẫn vận hành xung quanh chúng ta. Vậy thì ví dụ như là cái việc mà Phúc luôn học tập phát triển bản thân vào mỗi ngày, với những cái kiến thức mình chưa có biết cách, sức mạnh tiềm thức của chúng ta mình chưa biết cách khai phá nó, mình chưa biết cách vận dụng luật hấp dẫn vào trong cuộc sống của mình để gia tăng cái số tiền của mình lên, gia tăng thu nhập của mình lên, để mà mình phát triển bản thân, để mình trở thành một cái con người mà mình mong muốn, thì Phúc cũng luôn sẵn sàng mình sẽ chi ra những cái khoản tiền, chi ra thời gian, công sức của mình để mình nhờ chuyên gia giúp cho mình việc đó. Và trong câu lạc bộ thì Chủ tịch Nguyễn Diễm hay là anh Trịnh Huy, thì những người đó rất là tuyệt vời. Họ cũng có thể làm, họ huấn luyện một cái quy trình bằng tiềm thức cho hàng trăm người, cho hàng ngàn những anh chị. Nhưng bản thân Phúc cũng chưa làm được điều đó. Phúc chỉ giúp được cho 1 anh chị, 2 anh chị, 5 anh chị, 7 anh chị. Phúc chỉ có khả năng như vậy. Và Phúc liên tục học tập và phát triển bản thân của mình, và luôn sẵn sàng chi ra những cái khoản tiền đó để mà chuyên gia họ sẽ giúp cho mình hoàn thiện bản thân của mình hơn. Rồi, yes. Xin chào chị Bình ha. Thì có một cái câu nói là gì ạ? Có một cái câu nói đó là những cái kiến thức á, mình nghĩ rằng là mình biết, mình tưởng rằng là mình biết, nhưng mình chưa ứng dụng ra có kết quả, mà mình nói rằng là tôi biết rồi, cái này tôi nghe rồi, thì đó thực sự là một cái điều nó rất là nguy hiểm. Và bản thân Phúc cũng đã từng như vậy ha, đã từng như vậy. Mình nghe rất là nhiều lần và mình tưởng là mình biết rồi, nhưng cái kết quả mình cũng chưa có cái gì cả. Thì lúc đó Phúc mới quay lại ngay từ đầu. Cho nên là các anh chị mình biết những cái kiến thức này rồi, thì cũng hãy có cho mình cái căn bản ngay từ đầu. Hãy sẵn sàng đón nhận ngay từ đầu luôn. Đừng có bỏ qua cái giai đoạn nào cả, mà hãy là cái người mình biết rất là chắc từ những cái nền tảng, trừ những cái cơ bản nhất. Và nếu như chúng ta nói rằng là chúng ta biết rồi, thì cái câu nói này nó sẽ giết chết cả cái ước mơ của mình luôn anh chị ha. Và người thành công họ chia sẻ là gì ạ? Những cái gì mà chúng ta chưa biết á, thì nó sẽ không khiến cho chúng ta là không thành công. Nhưng mà những cái gì mà chúng ta tưởng là mình biết rồi mà chúng ta chưa có kết quả, thì nó sẽ không giúp cho mình thành công được anh chị ha. Yes. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái bí kíp thứ 8. Đó là chọn cho mình một cái môi trường có những cái con người vừa tích cực nhưng mà vừa có những cái tư duy thành công, để chúng ta được cùng học tập, chúng ta cùng được cộng hưởng và phát triển cái bản thân của mình lên. Thì trong cái môi trường đó thì chúng ta biết rằng là trong cái cuộc sống xung quanh của mình, mỗi ngày chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Bản thân của những người thành công họ cũng có vấn đề, nhưng họ biết cách chuyển hóa những cảm xúc, họ biết cách xoay chuyển từ cái tình thế, từ cái vấn đề thành cái cơ hội. Còn chúng ta chưa biết. Chúng ta hoặc là chúng ta biết những cái điều mà nó không hỗ trợ cho cái sự thành công của chúng ta, thì mình cần có một cái môi trường để mà giúp cho chúng ta luôn luôn giữ cái năng lượng của mình, luôn luôn hướng đến cái sự thành công, tích cực và giàu có anh chị ha. Phúc ví dụ một việc ha. Ví dụ như nhà anh chị có một cái con vật nào đó, anh chị muốn nhờ cái con vật, rất là thân quen với con vật đó, và các anh chị nhờ cái con vật đó rằng là hãy đi ra ngoài kia để lấy cho anh chị, gấp cho anh chị một cái món đồ chơi nào đó, ví dụ như một quả bóng đi hả. Anh chị nhờ cái con chó trong nhà của mình giúp cho anh chị là ra ngoài kia gấp cái quả bóng. Và sau đó thì con chó nó ra ngoài kia, nó gấp quả bóng, và khi mà nó quay lại thì các anh chị sẽ thưởng cho nó một cái món ăn để mà khích lệ cho tinh thần cho nó. Nhưng các anh chị thưởng cho nó một cái món ăn mà nó không thích, một cái vị mà nó phản kháng lại cái cơ thể của nó không tốt cho cái cơ thể của nó. Vậy thì lần sau các anh chị giúp, nhờ nó giúp một cái việc nào nữa thì nó sẽ không giúp nữa anh chị ha. Và nó sẽ có những cái thái độ, mặc dù là con vật nhưng mà nó cũng sẽ có những cái thái độ nó không tích cực với chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta cùng đó là chính là cái cảm xúc
À, vậy thì trong cái môi trường mà những cái con người tích cực, những cái con người thành công, họ có những cái tư duy tích cực, họ luôn tỏa ra những cái trường năng lượng của sự hạnh phúc, cái tần số của cái sự giàu có, thì chúng ta cũng được hưởng, cộng hưởng những cái cảm xúc đó. À, ví dụ như một cái việc là ăn mừng thành công thôi, thì chúng ta cùng cộng hưởng cái năng lượng với họ. Những và chúng ta có cái cảm xúc, đẩy cái cảm xúc của mình lên cao với cái tần số năng lượng cùng với họ. À, thì bắt đầu lúc đó chúng ta sẽ làm đưa những cái mục tiêu của mình vào đó. Thì đó chính là cái sức mạnh của môi trường. Thì lúc đó là tiềm thức của chúng ta rất là thích những cái năng lượng đó, và bắt đầu là sẽ kết nối những cái nguồn lực, sẽ chạy đi kiếm, tìm kiếm những cái nguồn lực và giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu. Và đó cũng chính là cái sức mạnh của môi trường luôn chị ha. Và đó cũng chính là cái sức mạnh của môi trường để mà chúng ta được học tập, được rèn luyện, được phát triển bản thân của mình mỗi ngày. Rồi cái bí kíp cuối cùng đó là mô phỏng. Cái bí kíp cuối cùng trong ngày hôm nay nha. Ngày mai thì Phúc và cùng với cả nhà của mình sẽ có 5 cái bí kíp tiếp theo nữa ha. Trọn vẹn là chúng ta sẽ có 15 cái bí kíp. Và bí kíp cuối cùng trong ngày hôm nay đó là mô phỏng người thành công. Tại vì chúng ta muốn trở thành một triệu phú thì chúng ta phải có tư duy của người triệu phú. Mà chúng ta muốn là trở thành một cái con người có một cái gia đình rất là hạnh phúc, thì chúng ta phải biết rằng là những cái con người họ có cái cuộc sống hạnh phúc đó, họ đang suy nghĩ cái điều gì. Vậy thì cái việc mà mô phỏng ở đây là không phải rằng là chúng ta đợi, chúng ta ví dụ là chúng ta đợi chúng ta có tiền chúng ta mới đi quản lý, chúng ta trở thành một cái con người giàu có chúng ta mới bắt đầu thay đổi cái phong cách của mình, cái phong thái của mình, mà là chúng ta thay đổi trước. Chúng ta sẽ mô phỏng những cái con người thành công, những cái suy nghĩ, những cái cách nói, những cái thái độ, những cái phong thái của họ, rồi sau đó chúng ta mới đạt được những cái kết quả đó. Chúng ta không đợi rằng mình hoàn thiện rồi mình hành động, mà là mình hãy hành động để mà mình hoàn thiện lên mỗi ngày. Rồi cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Phúc cùng cả nhà của mình đã đi qua 5 cái bí kíp ha, 5 cái bí kíp để chúng ta ứng dụng được sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn. Thì trong cái buổi trước thì Phúc cũng đã chia sẻ với cả nhà của mình 5 cái bí kíp, và ngày hôm nay cộng lại nó là 10 cái bí kíp để mình ứng dụng. Thì trong cái buổi sau thì Phúc sẽ gửi tặng đến cả nhà của mình 5 cái bí kíp nữa. Nên là hẹn cả nhà của mình trong một cái buổi chia sẻ tiếp theo, thì chúng ta sẽ có những cái bí kíp để mình ứng dụng trong cái mục tiêu của mình. Và các anh chị mình ở đây mình chưa có mục tiêu thì hãy nhắn cho Phúc để Phúc hỗ trợ cho cả nhà của mình ngay lập tức mình làm cho mình cái mục tiêu, và ít nhất là mục tiêu 30 ngày. Và sau đó trên cái hành trình các anh chị cùng đồng hành với Phúc thì Phúc sẽ hướng dẫn cả nhà, các anh chị vẽ nên một cái bức tranh mục tiêu dài hạn, một cái bức tranh của cuộc đời của mình, đúng không ạ? Bởi vì cái việc quan trọng của người thành công đó là họ xác định cái việc là nếu như anh chị muốn giàu có thì anh chị cũng xác định cái sự giàu có đó ở cái mức độ nào. Và chúng ta xác định được cái bờ bên kia dòng sông, chúng ta muốn đi qua bên bờ bên kia, chúng ta phải xác định bên kia nó có cái gì thì chúng ta mới đi. Thì cái việc mà cái con đường, cái hành trình thành công và giàu có của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta phải xác định được cái đích đến của chúng ta là gì. Thì trên cái hành trình đó chúng ta bắt đầu là mình sẽ hoàn thiện những cái mục tiêu, và chúng ta sẽ có cho mình những cái hành động tiếp theo để mà mình vươn tới cái mục tiêu của mình. Rồi buổi chia sẻ của Phúc ngày hôm nay thì Phúc xin dừng tại đây ha. Hẹn cả nhà của mình trong cái buổi chia sẻ tiếp theo. Và cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều đã dành thời gian lắng nghe cái chia sẻ của Phúc. Thì cả nhà của mình nếu như mình muốn tham gia học tập thì hãy tham gia vào cái link Phúc để ở trong cái dưới cái video này. Cả nhà của mình hãy cùng với Phúc học tập, cho phép bản thân của mình được phát triển bản thân của mình lên mỗi ngày. Các anh chị có thể ứng dụng những kiến thức này vào tài chính, vào mối quan hệ và vào cái sức khỏe của mình luôn. Sức mạnh, biết cái cách để khai phá sức mạnh tiềm thức bên trong của mình lên thì là một cái điều rất là tuyệt vời ha. Rồi xin cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều ạ. Xin chào cả nhà ạ.